Kính thưa quý vị, cựu thủ tướng 97 tuổi của Malaysia, ông Mahathir Mohamad hôm 11 tháng 10 tuyên bố sẽ tham gia cuộc đua trong đợt bầu cử quốc hội vào tháng 11 tới, không loại trừ khả năng sẽ làm thủ tướng lần thứ 3 nếu liên minh của ông giành chiến thắng. Một khi điều đó xảy ra, ông sẽ là thủ tướng lớn tuổi nhất trong lịch sử đất nước và có lẽ là trên toàn thế giới. Vậy Mahathir Mohamad là ai? Sự nghiệp của ông có ảnh hưởng như thế nào đến Malaysia trong quá khứ lẫn hiện tại? Chúng ta hãy cùng đến với chương trình Câu chuyện thế giới ngay sau đây. Tuy nhiên, trước khi đi vào chi tiết, mời quý vị hãy cùng tìm hiểu vì sao Malaysia bất ngờ có cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 này. Vị cựu lãnh đạo 97 tuổi Mahathir Mohamad không cho biết liệu ông có làm thủ tướng nếu liên minh thắng cử hay không, bởi mọi việc chỉ được quyết định trong nội bộ đảng khi có kết quả rõ ràng. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, gần như ông sẽ quay lại nắm chức vụ đứng đầu chính phủ nếu kịch bản trên xảy ra. Tuần trước, Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob thông báo giải tán quốc hội trong bối cảnh áp lực mạnh mẽ từ Tổ chức Quốc gia Mã Lai Thống Nhất UMNO của ông, muốn có thêm ghế để tự quyết định các chính sách lớn về kinh tế và xã hội. Dự kiến, cuộc bầu cử sẽ được tổ chức trong vòng 60 ngày kể từ khi nghị viện bị giải tán. Năm nay, ông Mahathir đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe khi liên tục phải nhập viện, có lúc gia đình tưởng chừng sắp phải chuẩn bị hậu sự. Do vậy, việc ông tranh cử một ghế trong quốc hội đại diện cho đảng Langkawi khiến nhiều người bất ngờ. Lý do ông đưa ra, nếu đảng UMNO giành thêm ghế, họ sẽ tìm cách ân xá cho cựu thủ tướng Najib Razak, người vi phạm nghiêm trọng với các tội tham nhũng. Đây là điều nhiều thành viên quốc hội khác vô cùng phản đối, vì nó làm xói mòn nền tư pháp của đất nước. Là thủ tướng có thời gian nắm quyền lâu nhất trong lịch sử Malaysia và là một trong những nhà lãnh đạo lâu nhất thế giới, ông Mahathir đã kể lại những dấu ấn không thể phai nhòa trong lịch sử quốc gia trên bán đảo Malacca. Thời gian ông cầm quyền suốt thập niên 80 và 90 là giai đoạn kinh tế Malaysia chuyển mình mạnh mẽ, được xếp vào danh sách những con rồng châu Á. Bản thân Thủ tướng Mahathir cũng được coi là lãnh đạo có tầm ảnh hưởng trên toàn cầu. Mahathir sinh ngày 10 tháng 7 năm 1925 tại bang Kedah ở miền Bắc Malaysia. Mahathir là con út trong gia đình có 9 anh em. Phụ thân ông là một thầy giáo gốc Ấn Độ, mẹ của ông là người Malaysia. Trong Thế chiến thứ hai, ông ở nhà giúp gia đình, sau đó vào Đại học Y khoa King Edward, nay là Đại học Quốc gia Singapore. Tốt nghiệp năm 1953, Mahathir tham gia các công việc chính phủ với tư cách chuyên viên y tế. Ngày 5 tháng 8 năm 1956, Mahathir kết hôn với một bác sĩ đồng nghiệp, cũng là bạn thời đại học. Cả hai sinh được 3 con trai và 2 con gái. Năm 1964, Mahathir được bầu vào Hạ viện với đa số phiếu 60,2%. Năm 1970, ông đã viết bài báo Thế khó của Malaysia, trong đó tìm cách lý giải nguyên nhân những cuộc xung đột ở Kuala Lumpur và căn nguyên trì trệ của kinh tế Malaysia. Mahathir cũng đề xuất một giải pháp kinh tế, chính trị dưới hình thức bảo vệ và kiến thiết, vạch ra các yếu tố di truyền và ảnh hưởng của môi trường đến chủng tộc Mã Lai. Điều này khiến ông bị chính quyền đương nhiệm chỉ trích vì có xu hướng phân biệt giữa các thành phần chủng tộc. Năm 1972, ông gia nhập đảng UMNO và được chỉ định vào Thượng viện năm 1973. Một năm sau, ông rời Thượng viện và được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giáo dục. Năm 1975, ông trở thành một trong ba phó chủ tịch của đảng UMNO. Ngày 15 tháng 9 năm 1978, Thủ tướng Tun Hussenon bổ nhiệm Mahathir làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Công Thương. Ngày 16 tháng 7 năm 1981, Mahathir trở thành Thủ tướng thứ tư từ khi Malaysia độc lập, khi người tiền nhiệm Hussenon nghỉ vì vấn đề sức khỏe. Ông là Thủ tướng Malaysia đầu tiên xuất thân từ tầng lớp bình dân. Trong khi đó, cả ba vị tiền nhiệm đều là thành viên hoàng tộc hoặc dòng dõi ưu tú. Năm 1983 và năm 1991, Mahathir tiến hành sửa đổi hiến pháp, xóa bỏ quyền phủ quyết và miễn truy tố của hoàng gia. Trước đó, bất cứ dự luật nào cũng phải được hoàng gia phê chuẩn mới đi vào hiệu lực. Nói về việc cải cách hiến pháp, Thủ tướng Mahathir tuyên bố không ai được cao hơn luật pháp. Pháp luật công bằng với tất cả mọi người, dù là nhà vua hay dân thường, nếu vi phạm đều bị nghiêm trị như nhau. Trong 22 năm cầm quyền, Thủ tướng Mahathir đã biến Malaysia thành trung tâm viễn thông, tài chính và sản xuất công nghệ hàng đầu trong ASEAN lẫn châu Á. Dựa trên chủ nghĩa dân tộc, chính sách kinh tế của Thủ tướng Mahathir gồm nhiều bước đi trung hạn, đặt ra các mục đích trong khoảng 3 đến 5 năm. Phần lớn các mục tiêu đặt ra đều hoàn thành. Mỗi khi đặt ra mục tiêu, ông đều huy động cả xã hội vào cuộc.
Quan điểm của ông, mục tiêu không nên quá dài, ví dụ 20 năm, vì khi đó nó sẽ thành viển vông. Nếu không hoàn thành thì những người đặt ra mục tiêu đều đã nghỉ hưu và không thể chịu trách nhiệm. Chính sách này của ông đến giờ Malaysia vẫn áp dụng. Những doanh nghiệp biểu tượng của Malaysia ra đời dưới thời Thủ tướng Mahathir phải kể đến công ty thép Pewada, công ty xe hơi Proton hay công ty dịch vụ truyền hình Astro. Thủ tướng Mahathir có công dẫn dắt Malaysia đi qua những bước phát triển thần kỳ, trở thành một trong những nền kinh tế mạnh nhất khu vực ASEAN từ năm 1988 đến năm 1997 với tốc độ tăng trưởng trung bình hơn 10%, mặt bằng thu nhập tăng gấp 20 lần, nạn đói gần như được quét sạch. Các chỉ số phúc lợi xã hội như tỷ lệ biết chữ và tỷ lệ tử vong trẻ em ngang hàng các nước phát triển. Thời gian cầm quyền, Thủ tướng Mahathir cũng phát động nhiều dự án quốc gia có quy mô lớn, tiêu biểu là đường siêu tốc Bắc Nam, siêu hành lang truyền thông đa phương tiện, thủ đô công nghệ Putrajaya, sân bay quốc tế Kuala Lumpur, đập thủy điện Bakun ở Sarawak, thành phố cảng Tangjun ở Johor hay tòa cao ốc Petronas được cả thế giới biết đến. Về giáo dục, ông ưu tiên dùng học bổng chính phủ để đưa hàng chục ngàn học sinh, sinh viên xuất sắc đi đào tạo tại những trường hàng đầu Hoa Kỳ, Anh, Úc và những nước phương Tây mà ông muốn Malaysia phát triển ngang bằng. Những nhân sự này khi về nước nhanh chóng trở thành các vị chuyên gia đầu ngành trên hàng loạt các lĩnh vực, ví dụ cơ khí, chế tạo máy, luyện kim, công nghệ sinh học, luật pháp, tư pháp, quản lý và quản trị bộ máy nhà nước. Ông đặc biệt xem trọng việc quản trị trong lĩnh vực công. Điều hành chính phủ phải giống như một công ty, khác là quy mô lớn hơn rất nhiều. Tức là mọi thứ đều phải minh bạch, thu chi rõ ràng, hợp lý và không được lãng phí tiền thuế của dân. Nếu công ty làm ăn tệ hại, giám đốc sẽ mất chức. Nếu chính phủ quản lý kinh tế không tốt, người đứng đầu cũng phải mất chức. Quyền làm chủ của người dân sẽ quyết định ai là lãnh đạo đất nước. Quan trọng hơn, dù lãnh đạo công ty tư nhân hay khối nhà nước đều phải được đào tạo bài bản kiến thức về quản lý. Dưới thời của ông, giáo dục Malaysia đã chuyển mình mạnh mẽ. Từ quốc gia chuyên gửi sinh viên ra nước ngoài, bình quân mỗi năm Malaysia thu hút hàng ngàn sinh viên ngoại quốc đến học tập, mang về một nguồn ngoại tệ không nhỏ. Các trường tư của Malaysia cũng được tạo điều kiện để thành lập, để trở thành những vườn ươm nhân tài từ bậc mẫu giáo, tiểu học đến sau đại học. Về ngoại giao, dưới thời Thủ tướng Mahathir, mối quan hệ giữa Malaysia và các nước phương Tây cơ bản phát triển tốt và bền vững. Có một trục trặc nhỏ khi ông phản đối học phí ở Anh quá cao. Từ đó, ông ưu tiên cân bằng các giá trị Đông Tây trong giáo dục. Đáng chú ý, ông ngưỡng mộ phong cách giáo dục hướng về truyền thống, phát huy sức mạnh nội lực của dân tộc Nhật Bản. Ông tin rằng Nhật Bản và Hàn Quốc, hai nước Đông Á rất thành công về kinh tế, có thể trở thành hình mẫu để Malaysia học hỏi, bên cạnh mô hình quản lý của Mỹ và châu Âu. Ông phát động chính sách hướng về phía Đông nổi tiếng. Quan hệ giữa Malaysia với Nhật Bản và Hàn Quốc rất tốt đẹp trong thời gian này. Coi Nhật Bản là mô hình học hỏi, ông khuyến khích du học sinh và công nhân, kỹ sư sang Nhật lao động, cũng như tiếp thu nền khoa học tiên tiến. Ngoài ra, ông khuyến khích học tập tấm gương đạo đức và sự nghiêm túc trong lao động của người Nhật. Hàng trăm sinh viên xuất sắc đã được cấp học bổng sang Nhật. Cuối những năm 80, đầu tư trực tiếp từ Nhật đổ về Malaysia tăng đến đỉnh. Không ai nghi ngờ những du học sinh từ Nhật trở về, nói tiếng Nhật thành thạo và am hiểu văn hóa Nhật đã trở thành trụ cột trong nhiều tập đoàn Nhật hoạt động tại Malaysia. Bên cạnh đó, chính phủ của Thủ tướng Mahathir cũng áp dụng các biện pháp đặc biệt để khuyến khích đầu tư. Xu hướng này vẫn tiếp tục, và tới năm 2006, có đến 1.199 công ty Nhật hoạt động ở Malaysia. Ngày nay, Malaysia là trọng điểm đầu tư của Nhật ra nước ngoài. Đầu tư của Nhật ở Malaysia giúp quan hệ song phương cân bằng hơn. Từ những năm 80, các doanh nghiệp Nhật sản xuất hàng hóa tại Malaysia bắt đầu xuất khẩu ngược về Nhật, giúp giảm giá cả và có lợi cho kinh tế Nhật. Malaysia cũng dần trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng cho Nhật Bản nói riêng và toàn cầu nói chung. Rất nhiều linh kiện điện tử hay xe hơi, các tập đoàn Nhật đều phải nhập khẩu từ Malaysia. Chính phủ Nhật đánh giá cao chính sách nhìn về phương Đông này, coi đó là tiền đề để phát triển mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước. Đại sứ Masaki Konishi của Nhật từng nói, cả hai nước đều nhờ tiến sĩ Mahathir mà có mối quan hệ tốt đẹp. Tiến sĩ Mahathir là người bạn lớn của Nhật, chính phủ Nhật hy vọng rằng quan hệ tốt đẹp với Malaysia sẽ giúp chúng tôi có quan hệ tốt đẹp hơn với cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á. Về siêu cường quốc số 1 thế giới, Thủ tướng Mahathir xem các nguồn vốn từ Mỹ là khoản đầu tư nước ngoài lớn và quan trọng của Malaysia. Quân đội Malaysia cũng thường xuyên huấn luyện chung với binh sĩ Mỹ. Ông đánh giá cao những hợp tác này vì giúp nâng cao kỹ chiến thuật cho lực lượng vũ trang Malaysia. Tuy nhiên, ông cũng thường chỉ trích không khoan nhượng chính sách ngoại giao của Mỹ, ví dụ thúc đẩy dân chủ tại châu Á.
Ông xem đó là công cụ để phương Tây áp đặt giá trị của mình lên châu Á. Giá trị này có thể phù hợp với phương Tây nhưng chưa chắc phù hợp với một vài quốc gia châu Á. Nhiều nơi tại châu Á, sự ổn định để phát triển quan trọng hơn là áp dụng chính sách dân chủ của phương Tây. Ông dẫn chứng thời kỳ độc tài ở Hàn Quốc chính là nền tảng vững chắc để xây dựng xã hội ổn định, có bản sắc văn hóa và có tinh thần dân tộc. Tất cả điều này là vô cùng quan trọng, giúp Hàn Quốc vươn lên top đầu thế giới như hiện nay. Ông cũng bảo vệ chế độ hà khắc của Thủ tướng Lý Quang Diệu ở Singapore, vì nó mới có một Singapore phồn thịnh như ngày nay. Với ông, dân chủ phải đến một cách tự nhiên, phải xuất phát từ động lực ở chính bên trong xã hội đó, và quan trọng hơn là phù hợp với xã hội đó. Nếu bị áp đặt từ bên ngoài, rất dễ sinh ra sự đối kháng và hủy hoại các mối quan hệ quốc tế tốt đẹp. Với Singapore, Thủ tướng Lý Quang Diệu muốn cải thiện quan hệ với Malaysia ngay khi ông Mahathir nhậm chức Phó Thủ tướng. Năm 1978, ông Mahathir đến thăm Singapore. Chuyến đi đã định hình mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người, cũng như tạo ra thời kỳ hòa hoãn giữa hai quốc gia có quá nhiều sóng gió. Mahathir yêu cầu Thủ tướng Lý Quang Diệu cắt đứt quan hệ với Đảng Hành động Dân chủ Quốc hòa ở Malaysia. Đổi lại, chính phủ Malaysia sẽ không can thiệp vào các vấn đề của người Malaysia ở Singapore. Năm 1982, Thủ tướng Mahathir quyết định đổi múi giờ của Malaysia. Hai nước đã cùng múi giờ, mối quan hệ lại được cải thiện. Với Trung Đông và Bắc Phi, Thủ tướng Mahathir ủng hộ sự nghiệp đấu tranh vì độc lập của Palestine. Malaysia cũng lập quan hệ ngoại giao với Tổ chức Giải phóng Palestine PLO. Ông cũng cấm công dân Israel nhập cảnh vào Malaysia và ngược lại nếu không được sự cho phép đặc biệt từ chính phủ. Trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997, Mahathir quy trách nhiệm làm sụp đổ đồng ringgit cho âm mưu của những tỷ phú và tài phiệt Do Thái ở Mỹ có quan hệ với Israel, nhằm chống lại sự thịnh vượng của cộng đồng Hồi giáo. Thủ tướng Mahathir từng phát biểu, người Israel đã cướp tất cả của người Palestine, nhưng ở Malaysia họ không thể làm được điều đó vì họ đã làm điều này tác động đến giá đồng ringgit. Theo các chuyên gia, cũng là quốc gia Hồi giáo, dễ hiểu khi Malaysia luôn dành sự ủng hộ cho Palestine. Chính sách này vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Ngày 31 tháng 10 năm 2003, Thủ tướng Mahathir từ chức sau 22 năm nắm quyền, trở thành một trong những nhà lãnh đạo lâu đời nhất châu Á. Sau đó, ông được trao tặng huân chương danh dự cao nhất của chính phủ và được quốc vương phong tước Tun, tước hiệu cao quý nhất dành cho một công dân Malaysia. Trong một cuốn sách bàn về cựu Thủ tướng Mahathir, tác giả Hubu Tech, một học giả nổi tiếng của Malaysia nói rằng, từ khi bắt đầu sự nghiệp chính trị, Mahathir đã tự mang tư tưởng dân tộc của người Mã Lai. Ông quyết tâm chống lại sự lũng đoạn kinh tế của những tập đoàn người Hoa. Ông khôi phục các giá trị châu Á bằng cách đưa vào chương trình giáo dục. Đến khi trở thành thủ tướng, ông tự coi mình là người bảo vệ các giá trị của Malaysia. Thậm chí đôi khi ông còn coi mình là người phát ngôn và bảo vệ các quốc gia ở thế giới thứ ba. Lý do ông lo ngại về tác động tai hại của toàn cầu hóa đối với những nước kém phát triển. Nhận thức này khiến ông đả kích các trật tự không công bằng, ví dụ quyền lực quá lớn của những tập đoàn kinh tế phương Tây. Sự đả kích của ông đôi khi trở thành tư tưởng chống phương Tây và một số chính trị gia phương Tây coi ông như một nhà độc tài ôn hòa. Tuy nhiên, thành công lớn nhất của ông là đưa Malaysia tiến lên hòa nhập với cả phương Tây lẫn phương Đông trong một thế giới cạnh tranh toàn cầu gay gắt. Năm 2018, cựu Thủ tướng Mahathir quay lại chính trường và giành chiến thắng vang dội. Ở tuổi 93, ông trở thành Thủ tướng đương nhiệm lớn tuổi nhất thế giới. Trước đó, dưới sự cầm quyền của Thủ tướng Naib, Malaysia trải qua thời kỳ tham nhũng nghiêm trọng. Thủ tướng Naib và các thuộc hạ đã biển thủ hàng trăm triệu đô la ngân quỹ nhà nước. Người chiến binh già Mahathir trong một lần phỏng vấn nói rằng ông muốn quay lại để diệt tham nhũng, vấn nạn lớn nhất của đất nước. Năm 2018, cụ Mahathir trở thành người đứng đầu chính phủ ở tuổi 93 và giám sát các cuộc điều tra liên quan đến cựu Thủ tướng Najib với nhiều lãnh đạo của UNMO khác. Đối với ông, tham nhũng là vấn đề cần phải gắt gao loại trừ. Không có vùng cấm và không được để tham nhũng tàn phá đất nước, vốn được xây dựng bằng công sức của bao nhiêu thế hệ tiền nhân đi trước. Sau khi chính phủ của ông mất thế đa số trong Quốc hội và giải tán vào năm 2020, Mahathir thành lập đảng Pejuang và liên minh với một số đảng nhỏ hơn. Vào ngày 11 tháng 10 vừa qua, cựu Thủ tướng Mahathir đã chỉ trích UMNO vì đặt lợi ích của đảng lên trên tất cả khi cố gắng gấp rút thực hiện một cuộc bầu cử mới. Trong khi đó, đất nước vẫn còn nhiều việc ngổn ngang phải làm, như khắc phục hậu quả trận lũ lụt và lạm phát tăng, đời sống kinh tế người dân khó khăn. Ông nói, nếu họ giành chiến thắng và thành lập chính phủ, mục tiêu hàng đầu không phải là phúc lợi của người dân. Theo giới quan sát, khả năng giành chiến thắng của cựu Thủ tướng Mahathir trong cuộc bầu cử sắp tới không thật sự cao.
nhiều người nghĩ vấn đề sức khỏe của ông đang ngày càng nghiêm trọng và khó lòng có thể gánh vác được các trách nhiệm chính trị to lớn. Tuy nhiên, tinh thần chiến đấu kiên cường của ông cũng là một điểm sáng trong nền chính trị vốn đã quá nhiều thực dụng tại Malaysia ngày nay. Câu chuyện thế giới ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!